Hello các bạn, mình là Di đây. Thì hôm nay mình có dịp trải nghiệm chiếc Hyundai Stargazer, cho nên là sẵn mình quay một cái video là cho các bạn xem luôn ha. Các bạn thông cảm là chiếc Carnival và chiếc Fortuner thì có dịp mình sẽ đi, tại vì mình dự tính là mình sẽ thử đi đông đông á, cho nên là hôm nay mình sẽ đi thử chiếc Stargazer này. Cũng như là vừa rồi mình mới vừa đi chiếc Veloz xong, cho nên là mình cũng sẽ có nhiều cái để nói so sánh giữa hai con xe này hơn. Chứ nếu mà đi con Carnival hoặc Fortuner thì nó sẽ kiểu cao cấp quá các bạn. Rồi thì đây là xe mình thuê ở dưới tỉnh Trà Vinh mình nha các bạn. Và giá thuê xe một ngày là 700.000. Xe này thì giới hạn một ngày là 350 km. Tuy nhiên thì cái giới hạn này có thể gọi là xí xóa một xíu cũng được. Thì mình cũng có nói chuyện với anh chủ xe rồi á, thì anh kêu là xe bên ảnh thì thuê thì thời gian trả xe các thứ thoải mái hơn nhiều. Có nghĩa là các bạn có thể trả xe trễ, đừng quá 12 giờ là được, đừng qua ngày mới là được. Đó, còn một số chỗ khác thì có thể là 7-8 giờ hoặc 9-10 giờ người ta sẽ gọi, người ta hỏi trả xe. Đầu tiên phần đầu xe thì mình nói sao ta, cái này là nó về quan điểm cá nhân và ý kiến cá nhân của mình nha các bạn. Còn về cái phần ngoài ngoại thất của xe thì các bạn có thể xem và đánh giá, tại vì mình cũng nói chung là tùy gu mỗi người thôi á. Mà riêng mình thì nhìn cái xe nó hơi lạ. Lạ thôi nha các bạn, chứ nếu mà gọi là nó đẹp thì nó cũng không hẳn là đẹp lắm, nhìn lạ hơn so với những xe khác. Và thật sự là đi con xe này ra đường á các bạn, kiểu mình thấy được một con xe giống mình nó khá là hiếm luôn á. Kiểu mình đi mà mình thấy mình cũng mừng lắm các bạn. Xe nó hơi hiếm ha. Phần đầu xe thì các bạn có thể thấy là nó có một cái thiết kế vuốt lên hả, vuốt từ ở dưới lên trên luôn. Và đây là bảng giữa nha các bạn. Đây là bảng đặc biệt, không phải là bảng cao cấp. Bảng cao cấp thì sẽ có đèn LED. Còn bảng đặc biệt này thì mình chỉ có đèn halogen thôi. Đây, mình có đèn xi nhan là bóng sợi tóc nè. Đèn cos cũng là đèn sợi tóc halogen nè. Và đèn sương mù ở dưới cũng là halogen luôn. Đó, nguyên cái cụm đèn ở đây. Cái này nó khá là giống Mitsubishi hả? Khá là giống Mitsubishi. Các bạn thông cảm cái biển số, tại vì che có việc nha các bạn. Tùy xe mình sẽ hỏi chủ xe trước là có che hay không. Rồi đi vào bên hông xe thì bảng này của mình thì mình được cái mâm xe, bảng này với bảng cao cấp là cùng một cái mâm xe. Và mâm này là mâm 16 inch nha các bạn. Còn bảng tiêu chuẩn thì là mâm kia. Bảng tiêu chuẩn nói chung nó cắt khá là nhiều luôn á. Xe này thì mình thấy có kính đen sẵn nè. Bạn nào để ý là bữa giờ trên kênh của mình, những cái video của mình toàn là những cái xe trắng không à. Rồi mình có xi nhan trên gương, ốp tay nắm cửa mạ chrome, cái này là cái nút khóa xe. Đi ra phía sau xe thì các bạn có thể nhìn thấy là cái thiết kế của con Stargazer này, phía sau thì nhìn nó đẹp đó các bạn. Các bạn nhớ coi Veloz hôm bữa mình nói với các bạn là nó không có liền mạch không, thì cái đèn LED con này nó liền mạch, nó cảm giác không có bị một cái nét gãy ở đâu đó ở đây. Nói chung là nó liền từ trên xuống dưới ha. Và cái đèn này nó giống như một cái chữ H á, nhìn nó cũng hay cũng đẹp. Ở phía sau mình có ba cảm biến. Rồi nói về cái cốp xe đi, thì mình đang để đồ trong cái này. Mình có nhiều cái để nói về con xe này lắm các bạn. Đây là phần cốp, mình thấy nó rộng hơn một xíu so với con Veloz vừa rồi mình đi. Cái khoang này nè các bạn, mình không có đo ha, cũng như là thông số thì mình không có nói, tại vì mấy cái đó là nhiều kênh nói lắm rồi, chỉ nói về những cái cơ bản thôi. Để mình kéo đây một xíu mình ra mình thử. Ok, sao nó cứng vậy. Ok đó, cốp đây các bạn. Thì cũng mở cơ thôi, chứ mấy xe này các bạn đòi mở điện không có đâu ha. Cái túi lưu bu của mình thì để sát ở đây thì cũng gọi là tạm tạm đó. Có đèn phanh ở trên cao, thì nói chung là mấy cái đó là mấy cái tiêu chuẩn và cơ bản thôi các bạn. Nó nhìn cái xe của mình thì nó bầu bầu, nhìn nó hơi hơi lạ một xíu. Nói chung là tùy mắt người nha. Đẹp thì khen, xấu thì chê. Còn cái này mình không có chê, mình cũng không có khen. Theo như mình thấy nó cũng gọi là tạm được, không có tới nỗi xấu lắm, mà nó cũng không đẹp lắm. Bản xịn hơn thì có đèn LED, nhưng mà đèn xi nhan vẫn là đèn sợi tóc, hơi chê cái này một xíu. Rồi bây giờ mình vào bên trong, từ bên ngoài xe nó cũng không có nhiều cái để nói á. Bên trong thì nó nhiều hơn, với lại bên trong ngồi mát hơn. Các bạn thấy trời nắng không? Nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Nói về phần nội thất của chiếc Hyundai Stargazer này thì thực sự là theo như ý kiến và quan điểm trải nghiệm cá nhân của mình,
thì mình sẽ đánh giá khen chê nha các bạn, chứ mình cũng không có được nhận tiền từ Hyundai để mình quảng cáo, mình tâng bốc đâu, mong các bạn thông cảm ha. À, mình cũng mới chuyển chỗ, bên kia nắng quá, qua đây cho nó mát xe, xót xe các bạn. Rồi thì như các bạn thấy phần nội thất các bạn có thể xem để đánh giá nha. Cái này thì tùy mỗi người xấu đẹp thôi. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần cụm lái của mình trước đi. Thì mình sẽ có một cái đồng hồ kỹ thuật số hiển thị tốc độ bên trái nè, tua máy bên phải nè. Rồi có cái vòng nhìn cũng khá là đẹp ha các bạn. Rồi báo xăng ở bên trái, báo nhiệt độ đường mát bên phải, odo các thứ thông tin các bạn sẽ dùng thông qua cái phím điều hướng trên vô lăng đó. Thì đây mình có mấy cái thông tin trip nè, rồi mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, rồi thời gian mình lái các thứ. Bên này thì mình có setting của xe, và dưới cuối là mình có cảm biến sức lốp theo xe luôn. Rồi ở đây thì mình có phím cruise control, cộng trừ này, ok các thứ thôi. Bên này thì mình có điều khiển giọng nói nè, cái này mình cũng hình như là điều khiển thông qua cái màn hình này, để bác sĩ mình nói đó là cái màn hình này đúng không. Và khi các bạn chuyển mod thì các bạn sẽ thấy nó đổi màu. Đây là Eco thì nó sẽ có màu xanh lam nhạt hả. Normal thì nó sẽ có màu xanh dương. Sport thì nó sẽ có màu hồng. Nó không phải màu đỏ nha các bạn. Ý nó kêu là con xe này là máy 1.5 MPV gia đình 7 chỗ, mày đừng có đòi màu đỏ vì tao chạy không có nổi đâu. Đó, màu hồng thôi. Và Smart thì nó sẽ kiểu như dưới này là nó hơi xanh lam của Eco, nó lên lên đây giữa Normal và trên cao là của Sport. Mình đang để Smart mình đi tại vì mình thấy nó cũng ok. Mình là biến chỉnh luôn các bạn. Ở đây mình có một cái đèn auto nè, xịn chưa. Và những thứ các bạn chỉnh á, nó sẽ hiển thị lên trên cái màn hình ở giữa nha các bạn. Cũng khá là hay. Đây, mình bật đèn thử ha. Mình bật, đây là đá pha nè, xi nhan nè. Xi nhan nè, đã lắm các bạn. Và các bạn bật pha thì nó sẽ đơn giản. Nó không có cái khớp gài cho nên là các bạn sẽ dễ không. Đây là bật pha nè. Các bạn đẩy lên cái là nó tắt pha. Mình bình thường mình để auto nhưng mà đôi lúc thì mình để đèn định vị cho nó đẹp cái xe, tại vì xe này không bật đèn gì nó cũng xấu xấu. Bật đèn sương mù. Và bên này là mình có chỉnh những cái tốc độ gạt mưa. Thật ra mình nói mấy cái này các bạn á là tại vì mình muốn nói á, những cái phím bấm của xe Hyundai này các bạn, chiếc này thôi nha, mình thấy nó rất là đã, rất là đầm tay, bấm nó cực kỳ là chắc luôn các bạn, không phải lỏng lẻo như cái xe Veloz bữa mình đi. Veloz thật sự phải nói với các bạn là bên trong á, nó làm cảm giác nó lỏng lẻo và nó hơi rẻ tiền một xíu, thực sự là như vậy á. Rồi xong cái vô lăng, xong cái này ha. Bây giờ mình nói tới màn hình này. Màn hình trung tâm giải trí 10 inch máy, các bạn lưu ý là những cái này mình thông số để các bạn xem trên mạng, mình cho nó theo cái của mình thôi. Và nó nét và nó mượt và nó nhạy nha các bạn. Đây thì cái này theo như mình biết là nó là bản đồ của Hyundai, nhưng mà nó là của hợp tác với Navitel các bạn. Nó có báo tốc độ luôn, cũng chuẩn lắm á, cũng hay. Các bạn thấy nó không? Nó nét và nó mượt lắm. Mình không ngờ là một cái mức giá như thế này mà mình có một cái màn hình nó nét, nó các bạn thấy nó đã không? Rồi, và một cái nữa là nó có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Mình cho các bạn xem. Bấm nhầm nút tắt. Đây các bạn thấy Apple CarPlay không? Android Auto không? Này các bạn nhìn nó mượt luôn. Cái này chỉnh màn hình thôi. Bấm vô Apple CarPlay nè. Đó. Không dây nha, điện thoại mình đây nè, không có dây. Các bạn thấy không? Đây. Đã chưa? Mấy con xe kia là các bạn gì? Cắm dây, dây nhợ lòng thòng. No, xe này không có gì đó. Không dây. Thực sự đã. Sáng đẹp, nét và nhạy nữa. Rồi, hazard, mấy cái phím cái này chỗ chỉnh máy lạnh các bạn. Bạn nghe tiếng nè, tắt nè, mở nè. Đó, xe này thì có khá là nhiều hộc để đồ. Ở đây, ở dưới này. Mới có tối không các bạn? Tại vì mình chuyển bên này nó sẽ hơi khó. Dưới này các bạn thấy nguyên một cái hộc đây luôn nè. Rồi, hộc này. Xe này thì anh chủ ảnh có gắn một cái bộ phát wifi. Các bạn đi xe này các bạn sẽ có wifi luôn, đỡ phải dùng 4G. Ở đây thì bảng cao nó sẽ có sạc không dây nữa. Và ở đây, nếu các bạn bật đèn nó sẽ có cái đèn xanh, còn các bạn tắt đi thì nó sẽ không có. Và bảng cao nó còn có cái LED ambient, nói chung đẹp lắm các bạn. Phanh tay thì là phanh tay cơ nha các bạn, không phải là phanh tay điện tử và cũng không có auto hold. Nói chung là được này mất kia, nhưng mà cái này thì cũng không có vấn đề. Đây cũng có một cái hộc nữa nè các bạn. Và da, cho nên là để tay khá là đã. Đó. Đây nữa nè, quên. Trong này nè các bạn. Cũng được, để được linh tinh. Và cái mà nhiều người chê nhất cái này.
Hồi đầu mình cũng chê, mình xem video, mình xem hình ảnh, mình kêu sao nó xấu vậy. Thay vì nó bỏ cái này ra, nó để cái này thôi đúng không? Xong rồi cái màn hình đây, riêng đây thì đẹp hơn. Đó. Nó vỡ đỡ thô hơn cái này nhưng mà thôi nhìn thì cũng được. Và nó cũng không có bị chắn tầm nhìn, cái tầm nhìn các bạn sẽ xuống đây luôn, nó sẽ không có bị ảnh hưởng cái này. Và cái màu này nó cũng hơi kỳ. Thà là màu đen nhám nhám như cái này, nó màu nó mình thấy nó không có được được đó các bạn, nó hơi kỳ cái màu đó thôi. À đây, rồi à, về phần bên này đi. Phần cửa của mình thì mình có chỉnh gương gập. Gập thì tự động rồi các bạn. Và chỉnh này các bạn nhìn không? Khác xe phải lót bữa nha, xe lót bữa nó chỉnh nó chậm lắm. Lóc cửa auto ở bên tài của mình, xe này có dán mà không biết là dán của xe hãng hay là ảnh chủ xe anh gắn thêm. Còn mấy cửa khác thì bình thường thôi, nhưng mà các bạn thấy cái độ nhạy và cái độ chắc chắn của cái phím bấm á, bạn thấy không, nó khá là chắc cái nút luôn. Tuy nhiên trên cái tay nắm cửa này nó không có cái nút lóc nào. Đó các bạn. Rồi bên kia mấy cái cửa khác cũng không có luôn. Rồi điều hòa thì là điều hòa chỉnh cơ thôi, không có chỉnh tự động mà cũng được đi. Chỉnh nhiệt độ, chỉnh gió. Đó. Tại nãy mình chỉnh tắt máy lạnh cái tự nhiên nó mất tiêu luôn, engine start stop. Và cái này, cái cần số này đã lắm các bạn. Nắm giống như là cái cần của mấy chiếc máy bay á. BRND S cộng trừ. Đó. Camera lùi thì theo như mình đánh giá là ok nha các bạn. Cũng gọi là nhìn được, không là nó nét lắm nhưng mà nhìn được. Rồi ban đêm nhìn cũng được. À, có cảm biến phía sau một xíu nữa mình ra phía sau mình ngồi thử. Còn này lúc nãy mình cho các bạn xem lúc đầu rồi đó, có ba cảm biến phía sau đó. Giờ để số B đi. Chỉnh mode lúc nãy mình chỉnh đây nè và tắt cái cân bằng. Ủa đâu, cái này là chống trượt chứ. Lộn. Đây. Ghế da nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra hàng hai mình ngồi thử cho các bạn xem như thế nào ha. Ở đây mình có loa nè. Loa nè. Trung tâm này có loa không ta? Mình không nhớ nữa. Nhưng mà đèn là đèn sợi tóc và không có chỗ để gương. Còn cái bên này của mình thì các bạn thấy không có kính luôn. Bên ghế phụ thì có kính nhưng mà là kính nó nó xệ gì luôn các bạn. Đó, thì xe nói chung là theo như mình là cũng được. À đây có cái hộp nhiêu xíu nữa nè. Ồ, nhiều thế nhỉ. Và chỗ để chai nước của mình, chỗ cầm nắm chỗ để chai nước của mình thì nó cũng rộng, cũng nhiều các bạn. Để được ba chai nước cũng bự bự á. Giờ mình đã biết sao, mình thử cho các bạn xem ha. Đây, phía sau xe thì mình có hai cổng sạc, mình có chỉnh máy lạnh dàn sau thì vẫn như những xe khác thôi, không có đòi hỏi được. Và phía cái cửa của người ngồi sau thì có một chỗ để nước, rất là nhiều chỗ để nước các bạn. Bên trong xe như các bạn có thể thấy ha, mình ngồi đây là ghế lái của mình chỉnh theo thoải mái của mình rồi á, và hàng hai của mình thì mình thoải mái luôn. Còn vào lúc hôm bữa nó có một cái vấn đề là nó có một cái thanh ở dưới này, con này nó không có để chân thoải mái nha. Đèn này là đèn sợi tóc thôi các bạn. Đó. Bật tắt. Rồi, để mình ngồi này thì hơi cứng lưng, hơi thẳng lưng xíu, để mình hạ nó xuống xíu thử xem coi như thế nào. Nè, này thoải mái nè. Đó, nó hơi ngã một xíu thôi. Ghế thì nó cũng hơi ôm người các bạn. Bây giờ mình sẽ ra hàng ba thử. À và cái chỗ giữa này các bạn sẽ không có chỗ để ly nước đâu nha. Đó. Mua sữa, mình mua bánh về thôi à. Các bạn, tại do mình bật cái kia lên nó cho nên nó hơi vướng một xíu. Nên có cái đồ để các bạn nắm. Rồi. Hàng ba rộng á các bạn. Rộng á. Để mình ngã ghế này thêm một xíu. Vẫn rộng nha. Rộng hơn con Veloz nhiều. À, có thể gọi là nó rộng hết bên đơ với L7 một xíu luôn á. Tại vì theo như các bạn thấy mình ngồi nè. Đây là cái chỗ để các bạn kẹp cái dây an toàn. Để nước, để đồ linh tinh. Cũng sạc. Đây. Mình đang bật cái tủ đầu thì nếu mà mình ngồi vậy thoải mái đó các bạn. Nếu mà đi một cái hành trình đủ xa thì nó cũng thoải mái đó. Nói chung là hàng ba xe này rất là ok. À và mình có một cái chi tiết mình quên nói với các bạn. Là ở hàng hai bên này nè các bạn, mình có một cái bàn ăn, bàn làm việc.
để ly luôn, nhưng mà bắt buộc là ghế này nó phải dựng thẳng lên xíu chứ để này trượt nó rớt vô. Rồi, ok. Bây giờ mình lên đường ha. Xe này nó có loa, thì loa xe này là loa thường, nó không phải là loa Bose. Bản đặc biệt, bản xịn hơn thì mới có loa Bose. Mà mình thấy loa này theo như cái lỗ tai trâu của mình nghe nó khá là ok, khá là hay á các bạn. Không có tới nỗi tệ đâu. Phải nói là được á. Ok, lên đường. Bây giờ mình sẽ ra cao tốc, rồi ra cao tốc mình sẽ tăng tốc thôi cho các bạn xem ha. Rồi có gì mình sẽ nói tiếp cho các bạn. Ok, get go. Hiện tại là mình đang ở trên cao tốc Long Thành Dầu Dây nha các bạn. Và đang vô Sài Gòn thì đầu tiên là mình nói về cái phần tăng tốc của xe đi. Thì xe này là máy 1.5 hộp số CVT. Và còn về cái thông số mã lực, mô men xoắn các thứ thì các bạn search Google giúp mình ha. Con xe này theo như mình chạy hôm qua giờ thì mình thấy là cái ga đầu của xe, cái chân ga cảm giác nó không có được nhạy cho lắm. Có nghĩa là nó có một cái khoảng chờ mà các bạn đạp vô, nó sẽ đợi một xíu các bạn đạp sâu hơn thì bắt đầu nó mới nhận ga và nó đi. Thì cái này nó có cái ưu điểm và nó cũng có cái nhược điểm. Ưu điểm là khi các bạn chở người, những cái người mà dễ bị say xe thì các bạn chạy xe này các bạn đề ba nó sẽ đỡ bị gọi là nó giật cái xe, nó chờ cái xe khi mà các bạn đạp ga tăng tốc á, thì nó sẽ đỡ bị cái đó hơn. Còn nhược điểm là cảm giác cái xe nó lì lì, nó chậm chậm, nhưng mà đạp qua cái đó rồi thì nó sẽ đi và nó cũng gọi là ok. Tại vì CVT thì nó mượt rồi các bạn. Và CVT con này thì mình thấy nó sao ta, kiểu nó nhỉnh hơn con Veloz một xíu hả. Tại vì khi mà mình để số tay các bạn, số manual mình dùng á, thì cái xe của mình nó đỡ bị khựng hơn khi mà mình về số. Con này khi các bạn chỉnh qua sport thì các bạn gạt lên gạt xuống thì nó sẽ ra số tay ha các bạn. Nhưng mà tối đa con này mình thử là 8 cấp số ảo. Mình không lên được số 9 không biết có hay không nữa. Tại vì mình lên tới 8 là nó tua máy nó thấp lắm rồi. 1.4 mà nó không cho mình lên nữa. Đó. Và cái con số này á, các bạn nào mà đang chạy, mình đang để Smart đó, hoặc là mình để Eco hoặc là Normal gì đó, các bạn muốn chỉnh Sport đó, các bạn không cần bấm cái nút, các bạn gạt qua S là được rồi, là nó cũng vô chế độ Sport rồi các bạn. Về cách âm thì xe này phải nói là khen hả ta. Tại vì mình thấy cái con xe này là con xe êm nhất trong dòng những cái con xe 7 chỗ MPV tầm giá 700 triệu, 800 triệu mà mình từng đi, bao gồm có L7, khá ồn. Không biết con đó là do cái con xe nó ồn, cái xe đó mình thuê là nó bị ồn, hay là do cái dòng L7 nó bị như vậy luôn. Xpander thì tạm tạm, Veloz thì phải nói là nó ồn, nhưng mà nó lại có âm thanh bên ngoài lọt vào cũng nhiều. Con này cũng có, các bạn cũng có một khoảng, nhưng mà nó nhỏ thôi, ở bên phía cánh cửa. Do là chủ xe này không có bọc trần cho nên là mình nghĩ là cái phần này nó cũng sẽ giúp một phần để bớt cái tiếng ồn các bạn. Và con này mà chạy mấy cái đường mà bình thường đi trong nội ô thành phố các thứ các bạn, đi 50-60 nó em ru. Mình lúc mình lên mình lấy mình đi, mình thấy kiểu sao xe nó êm vậy, nó êm theo kiểu mà êm hơn hẳn á. Ít là 7 mình đi là nó bị ù, ngoài ồn ra nó còn bị ù nữa. Ù mà các bạn phải nuốt nước miếng cho nó bớt ù luôn á, nó ù ù một hồi nó khó chịu lắm. Xpander thì nó không ù, nó cũng ồn thôi. Còn xe này thì cái tiếng kêu các thứ mình nghĩ nó cũng có. Với lại xe này có gắn cái chiếc máy bay chạy nó cũng kêu các bạn, nó cũng kêu là cọt lẹt kẹt. Hôm nay cao tốc kẹt hè cho nên là đông các bạn. Muốn quay mà đi cao tốc mà muốn thử thì cũng hơi khó. Vô lăng thì cảm giác cầm nắm đã. Tuy nhiên thì để tay đây nó dễ bị cấn nút, để dưới này thì cũng được mà nó hơi kỳ. Thì chỉ có để vị trí thôi các bạn. Và cái vô lăng này nó cũng lạ một cái điểm nha. Các bạn dừng xe lại tại chỗ, các bạn xoay vô lăng, nó rất là nhẹ, nó cực kỳ nhẹ luôn. Và khi các bạn chạy tầm khoảng 5km, 10km bắt đầu nó siết vô lăng lại. Và các bạn chạy tốc độ cao thì nó sẽ siết lại hơn một xíu. Nhưng có một cái điểm chê vô lăng này, đó chính là cái lực phản hồi của nó quá nhanh. Mình không hiểu tại sao, kiểu nó giống như là một cái lò xo, nó kéo y như là mấy cái bộ vô lăng mình chơi ở nhà mình vậy các bạn. Kiểu các bạn đánh một cái cua các bạn buông ra nó trả về gần giữa luôn, chứ nó không phải như xe kia là các bạn chạy chậm thì nó sẽ trả từ từ, chạy nhanh nó sẽ trả nhanh đúng không. Xe này chạy chậm chạy nhanh nó cũng trả không mất rồi. Nó hơi kỳ chỗ đó. Mình trải nghiệm qua giờ mình mới để ý thấy.
lúc mình lên mình chạy mình thấy nó cũng kỳ kỳ rồi, tại vì mấy lúc mà mình dừng lại mình lùi xe này kia á, mình thấy vô lăng nó nhẹ lắm, nhẹ kinh khủng luôn. Các bạn nhìn nè, đó các bạn thấy không? Nhưng mà khi mà chạy đi rồi á thì vô lăng nó không có nhẹ nữa, nó sẽ có một cái độ siết nặng lại, trợ lực điện. Mà con cái là nó giật về giữa nhanh quá, thành ra là xe này cái chân ga thì nó lại giúp cho những người xe xe đỡ bị giật lên giật xuống đúng không? Thì cái vô lăng này chính là cái nguyên nhân nó đập thằng chân ga, có nghĩa là các bạn vô cua mà các bạn trả mà các bạn không giữ vô lăng, các bạn kiểu như hay mọi người hay đánh cua xong rồi mình buông lên nó từ 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 á, thì cái vô lăng này nó sẽ tự giật về luôn. Thành ra là nó cũng là một cái nguyên nhân gây say xe. Tại vì các bạn chạy xe các bạn cứ đánh lái mà không có đều, lắc lắc lại một hồi người trong xe say hết. Còn cái lực lắc ngang con xe này thì khá là ít. Con Velox mình lên mình lắc cái người ngang cái là cái xe nó nhún nhún theo, con này nó không có. Ít là 7 thì cũng có ít ít. Phụ con này mình thấy nó cũng tầm mức giữa. Mức giữa nghĩa là nó không cứng quá nhất là 7 mà nó cũng không mềm quá nhất bên đời cũ. Mà đi một mình thì mình thấy nó cũng êm, không biết là full tải con này thì nó có bị chồng chành hay kiểu là nhúng nhúng cái phuộc sâu quá hay không. Mà được cái là nó rộng, rộng hơn nhiều so với những con xe khác. Ở phần này thì nó xấu sẵn rồi. Nhưng mà khi mà chạy thì cũng không có để ý lắm. Loa nhạc nghe hay. Còn về phanh thì con này là phanh đĩa trước và tang trống phía sau nha các bạn. Trong tầm này chỉ có mỗi Veloz là có phanh đĩa sau thôi, nhưng mà phanh đĩa sau nó cũng có một cái là các bạn mình chưa được trải nghiệm Mudbender 2023 mới, cho nên là khi mà mình trải nghiệm cái hệ thống auto hold của con Veloz á, mình dừng đèn đỏ mình dùng auto hold xong mình đạp ga thì cái phanh đĩa nó siết lại chặt rồi mình đạp lên cái nó buông nó giật cái xe lên, cái phải đạp nhẹ lắm dữ lắm thì mới được. Còn xe mà nó phía trước đi mà mình không để ý mình đạp cái nó giật cái xe lên. Chân ga con này thì cũng ok, nó bị lì lì khúc đầu thôi, kiểu đạp nó không ăn nó không vô á. Còn mà nó lên rồi thì mình tăng tốc mình thử các thứ này cũng được. Còn CVT thì nó cũng có ồn và máy nó cũng có hú như bình thường thôi, và cái lợi ích của CVT thì các bạn cũng biết nhiều quá rồi, thì nó chạy tốc độ cao các thứ nó tiết kiệm nhiên liệu, tại vì nó giảm tua máy xuống thấp á. Mà tua máy không cái hiển thị cái số như thế này á các bạn, nhìn không quen. Tốc độ thì nhìn quen nhưng mà cái tua máy để 1.2 chấm không chấm mấy nó hơi kỳ kỳ. Để cái đồng hồ hay cái kim mà mình còn dễ nhìn nó hay hay. Con này mình thấy cách âm gầm ok, không có nhiều tiếng gầm ở dưới vọng vào. Vô mấy cái đường mà láng láng nó chạy êm ru các bạn, đã lắm. Qua đây đi nhìn xe cho nó dễ, các bạn nhìn thấy được bên này. Bên kia nó sát cái con lươn quá. Còn lại là thực sự là mọi thứ là ok. À, chỉ có một cái tranh cãi là về ngoại hình con xe này thôi. Thì nếu mà rồi mình với lại mình cũng không biết là xe Hàn Quốc á, hay có một cái là đổi mẫu rất là nhanh. Mình không biết là cái con này với những xe khác có đó hay không, nhưng thực sự thì lần đầu tiên mình đi xe Hàn Quốc, xe của Hyundai thì mình thấy nó ok. DOS thì nó sẽ giữ tua lên cao. Mà mình cảm giác cái sức kéo con này nó không có được khỏe lắm nha các bạn. Kiểu cái sức kéo này với cái hộp số CVT, cảm giác sức kéo con này nó không có được khỏe cho lắm á. Tầm này thì đạp nó cũng giật giật xíu rồi. Xíu rồi. Ồ, mãi mới được trống xe nè các bạn ơi. Vô S nha. Các bạn thấy đang từ chế độ S mà về số D bình thường á, thì tua nó giảm được khoảng 1.000 vòng. Hiện tại đang là 2.000 vòng. À, nãy giờ kẹt xe cũng khá khá các bạn, thì bây giờ mình vào được đường Mai Chí Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh rồi các bạn. Thì có nhiều bạn nói là chạy nội ô đi,
Ui, mà cái này có tính là lại không ta? Chắc cũng có ha. Mình đang chạy tốc độ là 60 để các bạn có thể nghe cái tiếng ồn và các thứ. Nói chung là đối với mình thì con xe này nó khá là êm. Chỉ có một cái là bị thiết kế thôi. Còn lại thì ghế ngồi nó rất là nịnh, cái người mình nó kiểu nó ôm vừa vừa với cái cơ thể mình luôn á. Ngồi thoải mái. Vô lăng thì nhẹ nhưng mà cái xe này nó đang hơi bị lệch lái nhẹ, lệch hướng lái. Chạy đôi khi hơi mỏi tay thì phải giữ giữ. Nếu các bạn để thẳng thì nó sẽ xỉa sang bên phải một xíu. Đồng hồ cũng dễ nhìn. Tăng tốc thì đối với mình thì cảm giác cái xe, cái đó cảm giác của mình thôi nha, thì nó hơi không được vọt cho lắm. Velos nó vọt hơn, đúng rồi, tại Velos nó nhẹ hơn. Mình quên mất, mình quên mất cái chuyện là Velos nó nhẹ hơn. Đó, 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 đó. Đi lạ lùng thiệt chứ. Qua bên lên này mà cũng không xi nhan, không gì luôn. Đèn tự động con xe này nó khá là nhạy các bạn. Trời ui ui tối là nó lên đèn luôn rồi, chứ nó không có đợi trời tối hẳn. Vô hầm được có thứ đi lên đèn cũng nhanh. Đèn con này là đèn halogen đó các bạn. Nhưng mà đối với mình thì nói chung là nhìn đường được. Nhưng nó không có gọi là nó sáng, led thì nó mới sáng thôi. Mà được cái halogen thì lại được cái tiện các bạn đi sương mù thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Giờ mình sẽ đi vô hầm rồi mình đi về Trà Vinh thôi. Đoạn đường mình cũng chỉ lay quay có như đó là các bạn. Cái ga đầu con xe này đạp vô nó không ăn. Nó hơi bị delay nhẹ một xíu vậy. Rồi 12 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Có một cái nữa là cái trần, cái phần này nè các bạn, nó vuốt ở đây lên đó, nó hơi thấp, thành ra là ra vô dễ bị đụng đầu. Và con này dừng thì kéo phanh tay. Giờ này đi auto hold quen rồi, cho nên lâu lâu kéo phanh tay cũng hơi mệt. Tầm nhìn con này mình thấy nó cũng tốt, cũng cao. Tại vì do cái phần nắp capo, cái phần đầu xe các bạn nó khá là ngắn, nhỏ xíu à. Nên là cái tầm nhìn của mình thì nó chuốt thẳng xuống dưới luôn. Còn cục A thì nhỏ tạm tạm. Xe này thì mới có 15.000 cây cho nên là cái vỏ xe nó cũng còn mới lắm. Mình có coi thì vỏ xe theo chiếc này là vỏ của Kumho các bạn. Ồ, tới đây kẹt nữa rồi. Gạt phanh tay. Hơi bất tiện xíu, nhưng mà phanh tay này một hai nấc mình thấy nó không ăn. Hồi nãy mình gài hai nấc nó tuột cái xe xuống hết hồn. Cái bender mới nè, để mốt có dịp mình sẽ trải nghiệm, tại vì mình đang muốn là mình đi những cái con xe này cho nó, cái cảm giác của mình đang là những cái con xe MPV tầm phân khúc này á, để mình đi. Rồi mai mốt mình sẽ đi, nhưng mà dự kiến sắp tới là mình với team sẽ có một cái chuyến đi chơi nho nhỏ, mình chưa biết là để mình xem của mình đi xe gì. Còn sắp tới nữa thì mình với team sẽ đi Đà Lạt bằng xe hơi. Thì mình dự tính tới đó mình sẽ tìm chiếc Xpander 2022, 2023 mới các bạn. Rồi mình lại chở team mình full tải như cái đợt mình đi với gia đình của mình á, để xem coi là nó có khác nhiều hay không. Tại vì đợt đó mình đi chiếc Xpander mình đi full tải cho nên bây giờ mình đi lại thì mình biết rõ. Chứ nếu mà giờ mình đi không thì mình cũng khó nói. Còn bữa giờ thì mình toàn đi mấy con này. Ok, bữa giờ mình toàn đi mấy con này là đi không không ạ? Đi hai người à. Bây giờ là mình đi XL7 nè, Veloz nè, Stargazer nè. Chúng là toàn đi hai người cho nên cũng khó đánh giá về cái độ phục độ các thứ. Mà xe này nhìn thì nó cũng không tới nỗi nào, bên trong nhìn nói chung là thiết kế được đỡ thô hơn so với chiếc Veloz mình đi. Veloz mình thấy nó khá là thô. Còn số này nắm đã lắm các bạn. Cái núm kéo lên để đẩy về B, L, R, đâu có thứ cũng đầm tay. Mình hay để đây đã. Hiếm lắm mới gặp được một chiếc Stargazer. Chiếc kia bản cao cấp luôn á. Bản này bản đặc biệt, rồi bản tiêu chuẩn.
Anh điều chỉnh hồi đầu mình nói mình kêu mình lúc đầu mình thấy cái anh đăng chiếc này mà anh lấy cái hình của chiếc bản tiêu chuẩn á, mình kêu chà chiếc này mốt mình đi chắc mình phải đem theo cái loa, tại vì ở đây nè nó là một cái miếng nhựa chứ nó không phải là màn hình, mà bản bay nó cũng cắt luôn cái tính năng là cân bằng hay là chống trượt gì mình quên mất rồi. Thì nói chung mấy cái đó các bạn lên Google các bạn xem giúp mình, tại vì mình không có học thuộc mấy cái thông số mình nói. Mình chỉ nói thì theo cái mình chạy theo cái cảm nhận của mình thôi. Đầu mình tưởng đâu là định bản này là bản kia thì xách cái la theo, chứ mình không biết mở nhạc sao luôn, không có chỗ để mở nhạc, không có chỗ để kết nối luôn, thì mình không biết mở nhạc sao. Bản kia là đồng hồ, là đồng hồ kim, hồ cơ truyền thống bình thường. Để coi coi là khi mà mình về gần tới nhà thì mình xem, nói chung là con xe này mình thấy chung tầm tầm này thì nó cũng tiết kiệm thôi. Được cái CVT thì nó tiết kiệm nhỉnh hơn một xíu so với hộp số có cấp trên lớp Under với là 7. Có cấp thì nó sẽ có cảm giác các bạn là chủ động cái xe nhiều hơn, nhưng mà chạy nó sẽ hơi bị khựng khựng mỗi lần nó lên số hay về số. CVT thì nó mượt hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nó sẽ có cái độ trễ và nó gào gào khá là ghê. Lâu quá không nghe tiếng phanh tay. Giờ này trời sắp tối rồi các bạn, nay đi kẹt xe quá, nay thứ sáu cho nên là người ta đổ về đi chơi quá trời luôn. Nói coi chắc là mình cũng kết thúc video ở đây đi hả, tại vì giờ cũng không còn cái gì để nói. Tổng quan về con xe này thì ngoại hình gọi là ok, tùy người. Mình hỏi anh chủ xe thì anh kêu là anh mua con này tại vì anh thấy nó đẹp, anh kêu là thiết kế con này 10 năm nữa không lỗi thời. Cái đó là ý kiến quan điểm cá nhân của ảnh. Thì tổng kết lại là con xe này cái chân ga nó hơi bị không có được nhạy cái lúc đầu đó các bạn. Còn lại mọi thứ theo như mình thấy nó rất là ok. Đó, các bạn có thể thấy cái tốc độ 100 km/h thì cái độ ồn của xe nó đang cho các bạn nghe trong cái video ha. Xe này thì không có cái vè che mưa, cũng không có bọc trần luôn, và xe cũng còn khá là mới, 15.000 km. Cái đường này nó ồn dữ vậy, đường này nó hết ồn rồi nè. Và nếu các bạn để số D các bạn đi thì mình thấy xe nó cũng ok, nhàn nhã. Con này thì lại được cái chân ga nó lúc đầu nó hơi bị delay, nhưng mà số kéo con này mình cũng có cảm giác là nó hơi đuối đuối nhẹ một xíu các bạn. CVT thì không có nói rồi, nhưng mà mình cứ cảm giác con này nó hơi đuối số kéo một xíu. Đổi lại thì cửa rồi cái thứ đóng chắc lắm. Trời, có cái quần đẹp vậy. Để mình đổi sang Sport. Nhưng mà được cái CVT của con này nó chỉ số lẹ hơn nha, kiểu nó nhanh hơn con Veloz một xíu á, và nó không có độ giật bằng con Veloz. Để mình để số 7 nè, số 8 hết cỡ rồi. Số 8 mình thấy nó xuống 1.4, số 7, số 6, số 5, số 4. Đi xe này thì cũng giống như xe thể thao Veloz, nhưng mà nó khác hơn một cái nữa là nó hiếm hơn xe Veloz. Phải đổ đổi màu đen rồi nè. Mình tìm cái cho đổi màu đỏ không được, tại kiểu như nó của Hyundai một phần cho nên là mình không có chỉnh nhiều được á. Số 8 là hết rồi các bạn. Để về D nè. Tua máy cũng thấp. Độ 100 km/h các bạn nghe ha. Không, thực sự là con xe này nó không có ồn bằng nha các bạn. Nó đỡ ồn hơn nhiều và nó rộng hơn nhiều á. Tổng kết của mình thì chắc là chỉ có con xe này nó đang bị một vài cái, như là cái trần này thì nó hơi dễ bị đụng đầu một xíu.
do là nó vuốt lên á, và vô lăng nó phản hồi của nó hơi lạ. Chân ga thì nó hơi delay nhẹ lúc đầu một xíu, khác với L7 chân ga nó nhạy và cái xe nó lên lẹ lắm, lên 50-60 rất là nhanh. Con này thì nó lên hơi từ từ nhẹ xíu. Đó là con này nó đỡ ồn hơn L7. Đèn thì bản này là bản halogen thôi, nói chung là nhìn được, xài được, không có tới nổi. Loa thì nghe nhạc hay, mọi thứ, màn hình đồ các thứ, cảm ứng nhạy nét. Cái này chắc mình nghĩ cắm thêm cái Android Box nó xịn hơn. Có kết nối Apple CarPlay không dây, Android Auto không dây, xịn hơn hẳn khối xe kia rồi, như mấy xe sang luôn. Mấy xe sang bây giờ tầm tỷ mấy mới có không dây, có mấy chiếc còn không có nữa cơ. À, gương con này to nha các bạn, gương con này nó to cũng cỡ cỡ Xpander á, và nó vuốt nhọn ra cái mũi nhọn đây nè, cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy nó có tầm quan sát tốt, dễ nhìn. Chỗ ngồi thoải mái, rộng rãi, máy lạnh lạnh đó chứ, mình thấy người ta chê xe Hàn Quốc máy lạnh yếu, mình thấy nó cũng lạnh đó chứ. Mấy anh xe tải có thể nào mà đi bên phải được không? Sao mấy anh lại đi bên trái vậy? Đó, chắc là đánh giá của mình như đây thôi. Tại vì mình không phải là reviewer, mình cũng không có đánh giá xe, mình chỉ đưa ra cái trải nghiệm cá nhân của mình khi mà đi con xe này thôi. Đối với trong tầm giá 700 nghìn một ngày tính ở dưới tỉnh mình nha, thì mình có Innova số sàn, rộng rãi, chở được 8 người, cầu sau. Rồi nói chung là nó khỏe, con đó nó khỏe, nhưng mà ồn thì vẫn có ồn. Ù nữa, Innova nó bị ù, ù tua máy. Rồi Xpander, Veloz, Stargazer, L7. Thì nếu mình đi mình sẽ chọn con Stargazer này. Tại vì nó rộng, cái chỗ ngồi nó thoải mái lắm các bạn, cảm giác nó nịnh cái người lái mình, nó đã lắm. Nó ôm ôm vô người mình nó khích khích á. Các bạn cần phải đổi nút bấm nút sport chứ, trong khi các bạn có thể đẩy qua là nó lên sport lẹ hơn không? Mình bật lấy gió ngoài xíu, bật lấy gió trong hoài nó dễ bị ngợp và không có đủ oxy, các bạn dễ bị buồn ngủ á. Tiếng máy con này vọng vào thì nó cũng đỡ hơn Veloz nha. Veloz vọng kinh lắm. Và cái mình thích con này hơn con Veloz là ở cái điểm các phím bấm trên này nó rất là chắc chắn, không phải lỏng lẻo như con Veloz. Veloz thì thôi nó lỏng lẻo cực kỳ luôn. Đồng hồ này nhìn lúc đầu nó sẽ không quen ở cái tua máy thôi, chứ nhìn thì nó thiết kế đẹp rồi đó, không có xấu, mọi thứ đều ok trừ cái miếng này ra. Miếng này đi ban đêm thì em thấy đâu, nhưng mà đi ban ngày các bạn sẽ thấy nó rõ lắm và nó hơi thô đó. Và các bạn thấy như thế nào về con Stargazer này? Theo như mình thấy có những cái điểm đó đó. Còn nếu mà có anh chị nào đang đi xe này, nếu mà mình có nói sai hay gì đó thì nhờ mấy anh chị comment góp ý ở dưới video. Tại vì do là mình đi thì mình cũng chỉ đi có 1-2 ngày à, mình cũng không có đi nhiều, mình không đi mỗi ngày, mình cũng không có nhiều cái, kiểu như là các bạn phải đi lâu hơn nữa các bạn mới biết được á. Rồi vậy ha, thì mình sẽ bắt đầu dừng cái video về chiếc Hyundai Stargazer này ở đây. Nếu các bạn thích cái series như thế này và muốn xem nhiều những cái video thuê xe tự lái của mình hơn nữa, và muốn nghe những cái ý kiến cá nhân của mình chia sẻ và mình nói xàm này kia, thì các bạn nhớ đăng ký cho mình, cũng như like video và share video giúp mình nhé. Đăng ký kênh để mình có động lực mình làm nhiều video hơn, và like share để mình có thêm nhiều kinh phí để mình có thể duy trì được những cái nội dung thế này, và mình có nhiều tiền mình thuê xe hơn. Rồi hẹn các bạn những video sau. Chào các bạn, hẹn mọi người ở video sau. Bye bye.